Hello các bạn, hiện tại hôm nay ba cả gia đình nhà mình đi thăm nhịp cầu ngắm biển nha. Ok, cùng mình đi nào các bạn ơi. Mình ra cầu này thì mình không cần mua vé nha các bạn. Đầu tiên của mình khi tới đây đó là khu vực này rất là sạch và có rất là nhiều người quản lý các bạn, ví dụ như bảo vệ này, có nhiều người người ta đứng coi sẵn nè. Rồi xung quanh đây thì mình thấy có rất rất là nhiều khu đồ ăn nha. Quay hai bên cho mọi người xem nha. Đó, cameraman đang quay hai bên cho mọi người xem nha. Bên này còn có cái quầy hải sản luôn nè các bạn. Đó, giá thì để sẵn luôn. Quay các bạn giá cho mọi người xem. Theo cá nhân mình đánh giá thì giá cả ở đây đối với khu vực này là hợp lý nha các bạn. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi sâu vào trong luôn nha. Cho mình đi thẳng ra ngoài cầu ngắm biển trước cái khỏi tí trời tối là mình không xem được. Ok, sau khi mà thay điệu thì mình tiếp tục đi thôi nha. Khu vực này có bán dép nha. Trường hợp các bạn nào đi giày muốn thay dép thì các bạn có thể tới đây để mua nha. Đồ áo, nón. Khu vực bên này thì bán sô cô la. Ở đây thì bán kem nha các bạn. Kem này. Nếu mà mình đi vào đâu đó buổi trưa thì cầm một cái kem thì đúng bài luôn. Ở đây họ đang xây dựng thêm cái khu vực mới đang chuẩn bị xuất hiện nha. Mình thấy lý do vì sao là sạch này các bạn thấy không? Là luôn luôn có người quét dọn, các bạn họ cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui để quét dọn. Cho nên nhìn rất là sạch nha các bạn. Mình thấy vị trí này tới đây rất là hợp lý nha các bạn, đặc biệt là đem em bé giống như nhà mình đi nữa càng hợp lý hơn nữa các bạn ơi. Mình nhìn nó rất là đẹp các bạn. Đây còn có khu đồ nướng này, nhưng mà chưa có nướng, nhất tối nó mới nướng. Khu này nhất tối nó mới nướng. Khu đó tối nó mới nướng. Có biển nữa. Ok, mình đi thẳng theo con đường phía trước thì mình sẽ ra tới biển nha. Không có cua gì hết nha các bạn. Ở đây còn có cái khu gì đây. Khu này là khu chụp hình check in. Đó, thấy không? Thôi để anh chụp vài tấm hình ở đây nha. Ok, là để anh chụp vài tấm hình cho. Vị trí này có rất là nhiều đạo cụ đẹp nên là các bạn đừng có bỏ qua cái vị trí này nha. Ok các bạn, bây giờ mình đi thẳng ra cái khu cầu ngắm biển nha. Khu này rất là sạch đẹp. Đây gọi con. Mình có chơi công nghèo. Vị trí này chính là lối vào dẫn thẳng ra cầu ngắm biển luôn nha các bạn. Mình đi thẳng theo hướng này đến cuối đường luôn, là cuối của cái cầu ngắm biển của mình luôn rồi đó các bạn. Ra tới vị trí này thì mình thấy là gió cực kỳ mạnh rồi các bạn ơi, gió thổi rất là mạnh nha. Cho nên là các bạn nào mà đội nón giống như mình thì cần thắt chặt nón lại nha, để an toàn không có bị bay nha. Chứ ra ngoài biển mà bay mà rớt xuống biển thì sẽ không có ai lấy được cho mình đâu nha. Khung cảnh này rất là mát, mình thấy rất là nhiều người check-in hai bên biển, cũng rất là sạch luôn nha các bạn. Đó, mình quay qua bên biển cho các bạn xem nè. Rất là sạch, các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Ok, mình tiếp tục đi thẳng ra nha. Wow. Em quay cái bãi biển này cho mọi người xem. Bãi biển rất là sạch nha các bạn. Trường hợp mà mình chơi cái cầu ngắm biển này chán thì mình xuống mình tắm luôn nha. Ok, mình đi tiếp đến cuối cuối cầu luôn nha các bạn, cho các bạn xem hết cái cung cầu này nó có gì nha. Được rồi, cameraman chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đi nào. Em qua bên tay phải, em quay biển bên tay phải cho mọi người xem là này. Wow, ở đây là nó bắt đầu nó cao rồi. Bãi biển tay bên tay phải của mình cũng rất là sạch nha các bạn. Ok, mình đi thẳng ra cuối đường luôn nhé.
Ở đây gió rất là kinh khủng nha các bạn. Em bé nhà mình có vẻ rất là vui vẻ khi mà ra đây nha các bạn. Đây nhìn mẹ nè. Wow, rất là đẹp. Cameraman lại đây nè. Ở đây thì cứ khoảng tầm đâu đó vài chục mét sẽ có những cái khu ngồi như vậy để cho mình ngồi mình ngắm cho thoải mái nha, thay vì là mình đứng mình đi, hoặc là trời nắng quá thì mình có thể vô đây luôn. Cameraman quay qua đó cho mọi người xem thêm. Rồi ok, đi nha. Rồi đi nè cameraman ơi. Thêm một điều mình thấy rất là an toàn khi mà tới cái cầu này nữa, đó là ngoài hai bên mình có những cái bờ rào thì từng cái khoảng cách mình sẽ có những cái anh bảo vệ đứng để quan sát nha các bạn. Trường hợp các bạn có những động thái bất thường thì anh sẽ lại tìm bạn nha các bạn. Ngoài ra thì tại những cái cầu, cái khu vực nghỉ ngơi á, thì đều có camera giám sát hết nha. Các bạn cứ tự tin thể hiện, đừng có lo lắng gì hết nha. Vị trí mình đang đứng ở đây là điểm cuối của cái cầu rồi nha các bạn. Nhìn biển rất là mênh mông các bạn. Ở đây mà mình nếu mà mặt trời vào buổi sáng để mình ngắm bình minh, hoặc là vào buổi chiều mình ngắm hoàng hôn thì cực kỳ đẹp nha. Ở cái điểm cuối này nó còn có cái chữ lớp ở đây để mọi người chụp hình check in nha. Còn có thêm những cái khu vực để mình ngồi xung quanh được nữa nha các bạn. Còn đây là vị trí mà ở cuối cầu nhìn vào trong đất liền nha. Mình thấy được hết đoạn đường mình đã đi nè. Nhìn rất là chill, ngắm sóng biển. Mình thấy rất là đẹp các bạn. Cho nên mình sau khi tham quan cầu ngắm biển rồi thì gian mình quay lại nhé. Đi về thôi con ơi. Theo cá nhân mình đánh giá thì đây là một vị trí rất đáng để tới nha các bạn. Một chiếc cầu đi ra ngoài biển nhìn rất là độc đáo, rất là sạch sẽ và rất là an ninh. Ở ngoài cầu thì nó còn có nhiều vị trí, ví dụ như là trên cầu, trên cao, dưới thấp. Rồi còn có những cái khu vực để các bạn nghỉ ngơi trường hợp nắng mưa, đi xa mệt mỏi. Rất là mới lạ. Và một điểm đặc biệt nữa là mình thấy ở cái khu vực cầu ngắm biển này thì nó rất là đẹp. Và ngoài ra thì bên trong còn có bán rất là nhiều đồ ăn nha. Ok, đi vào trong quay một vòng đồ ăn nha. Hồi nãy mình đi ra thì trời mới bắt đầu chiều chiều, phố chưa lên đèn, nhưng mà bây giờ đến lúc mình quay lại thì trời đã nhá nhem chụp tối rồi các bạn. Các quán ăn xung quanh ở đây thì họ đã lên đèn hết rồi nha. Nhìn rất là chill và mình thấy là và rất là lãng mạn nha các bạn. Một sự lựa chọn là mình tới đây vào lúc chiều chiều, sau đó rồi mình ra cầu mình quay lại vào lúc trời chụp tối, rồi mình ăn tối đến tối luôn, chill ở đây. Thì đó là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời các bạn ơi. Còn một điểm nữa mình quên nhắc, đó là buổi tối thì ở đây nó còn có nhạc nước nữa nha các bạn. Rất là đẹp nha. Mình có quay lại một cảnh nè. Đó, khá là đẹp. Nó kéo rất là dài nha các bạn. Nó đâu đó là nó theo một bài hát tầm 3 phút. Rồi, chuyến đi của mình đến đây gần như là đã kết thúc rồi. Mình quay cái bãi gửi xe cho một số bạn cần quan tâm nha. Trường hợp các bạn đi ô tô thì các bạn khỏi cần lo nha. Khu vực này, khu vực đậu xe ô tô rất là nhiều nha. Rất là ngay ngắn, có vạch kẻ rõ ràng. Còn vị trí xe máy thì sẽ gửi một vị trí khác. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo là thiếu vị trí gửi xe máy nha. Vị trí gửi xe máy còn rộng hơn cả vị trí gửi xe ô tô nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ đón xem các clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn.